À, chúng ta có thể thay đổi cái màu sắc của bông sen như các bạn nhé. Màu sắc của bông sen mình để là màu xanh lá này, màu tím này, hoặc là bất kỳ một cái màu nào đều được. Mình có thể điều chỉnh bật tắt cái bông sen này ngay trên điện thoại này. Đó, tùy chỉnh màu sắc cũng vô cùng là dễ dàng. Đấy là cái điểm đặc biệt của cái đèn hào quang bên mình. Đấy, các bạn có thể là tùy chỉnh theo ý thích của mình các màu của cái bông sen ở giữa của đèn hào quang các bạn nhé. Vô cùng là tiện lợi. Còn là hiệu ứng hào quang thì tỏa ra là trang nghiêm, đấy, ánh sáng là màu vàng. Các bạn cùng xem hết video này để xem các hiệu ứng của bên mình nhé. Hôm nay chúng con xin giới thiệu với các bạn mẫu đèn hào quang 7 cấp. Con này mẫu này thì là 70 cm các bạn nhé. Đó. Mẫu này là mẫu 70 cm. 70 cm, đường kính là 70 cm này. Và tấm bông sen này đổi màu các bạn nhé. Tấm bông sen thì đổi màu. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện cho các bạn cùng xem. Cái này là mình sẽ điều khiển màu qua điện thoại. Mình chỉnh tốc độ này, chỉnh tốc độ nhanh chậm của đèn này rất là dễ thông qua một cái lúm vặn ở đây thôi. Đây. Vị trí lúm vặn chỉnh tốc độ ở đây. Các bạn chỉ cần xoáy chỉnh này là sẽ được thôi. Đấy, chỉnh nhanh chỉnh chậm rất là dễ. Mình sẽ để tốc độ vừa đẹp nhất. Đặc biệt là chiếc đèn này thì mình có thể điều khiển qua cái app này được. Mình có thể thay đổi màu sắc của chiếc đèn này. Đó, các bạn có thể chọn một màu duy nhất này. Đó, màu xanh này. Đó, màu xanh dương này, màu tím này. Ở trên điện thoại này thì các bạn nhìn cái kia nó sẽ hơi bị lợt một chút, màu trắng này. Nó sẽ không được thật màu. Đấy, mình sẽ quay gần vào đây cho các bạn xem nhé. Hoặc là mình có thể là chọn thay đổi các màu đây. Đấy. Được chưa? Các bạn nhìn thấy không? Mình chọn rất nhiều màu. Đấy. Mình có thể để một màu hoặc là để nó thay đổi nhiều màu đều được. Mình có thể tùy chỉnh thông qua chiếc điện thoại như này. Nó kết nối Bluetooth mọi người nhé. Đấy, thông qua Bluetooth rất là dễ. Đấy, app này rất dễ sử dụng nên các bạn có thể để màu sen này theo ý của mình được. Đấy, màu sen nào cũng được nhé. Đó. Mình sẽ để một màu sen mặc định cho khách. Nó sẽ thay đổi các màu. Đó. Đấy, nó sẽ thay đổi các màu luôn. Rất là nhiều màu các bạn. Đó, đây là sản phẩm mới của bên mình. Đấy, sản phẩm này sản phẩm mới của bên mình. Mình làm thiết kế cho mọi người cái này rất dễ sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được. Đấy. Chỉ việc bấm vào cái phần ba gạch ở đây. Đấy, và sau đó thì mình nhìn thấy có một cái biểu tượng hình chéo chéo đây là đã kết nối được. Mình cần bật Bluetooth lên trước. Đấy, sau đó thì tiến hành là bấm vào cái phần này là để kết nối thôi. Sau khi kết nối rồi thì mình có thể bật tắt sen đều được. Giờ mình sẽ bật lên này. Mình sẽ bật sen này. Bây giờ mình sẽ tắt sen đi nhá. Đó, các bạn nhìn thấy, bật tắt này, rất là dễ. Đấy, bật tắt. Và các hiệu ứng của sen mình đã lưu trước đấy. Đấy, ví dụ như mình để một cái màu sen là màu hồng như này đi thì khi mình tắt bật thế này thì nó sẽ tự nhớ. Đấy, bây giờ mình tắt này, bật lên này nó vẫn là màu hồng này. Đấy, rất là dễ các bạn nhé. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Bạn thấy nhiều màu ạ, nhiều màu sen ạ. Nó sẽ thay đổi các màu luôn. Seven color này, 7 màu này, nó sẽ thay đổi 7 màu. Đó, mình sẽ để màu này đi. Bây giờ mời các bạn cùng xem hiệu ứng nhé.
Đấy, hào quang tỏa ra này, toàn bộ là cái nền màu vàng này. Cái nền của mình nền màu vàng và bóng nét cũng màu vàng luôn này. Tâm sen thì phiên bản mới này mình sẽ cho tùy chỉnh qua điện thoại được luôn này. Đấy, kết nối qua điện thoại này. Đấy, hiệu ứng hào quang bắn tỏa ra nha các bạn nhé. Là mình sẽ quay cái phần mặt sau các bạn cùng xem nhé. Mặt sau này. Đấy, các bạn nhìn thấy mặt sau mình làm rất là chắc chắn này. Đấy. Cái phần này thì bên mình thiết kế rất là mỏng để tối ưu về cái tính thẩm mỹ khi các bạn treo lên. Các bạn nhìn thấy mỏng nó chỉ khoảng tầm 3cm thôi, 3/2. Đấy, tính cả cái phần mép ngoài luôn là 3/2. 3/1, 3/2. Đó, rất là mỏng các bạn nhé. Mỗi một sản phẩm nhà nào quang mình làm thì luôn luôn thiết kế được cái độ bền cho khách các bạn nhé. Đó, bên mình làm xong bên mình đều phải test tiếp cẩn thận như này cho khách này. Đấy, các bạn thấy không? Mình quay đây quay sản phẩm thực tế luôn nhé. Đấy, đèn nó hoạt động rất là bình thường. Đó, đây là hiệu ứng của đèn này. Đấy, các bạn cùng xem thật kỹ nhé. Đấy, hào quang tỏa ra thì bên mình nhận làm và thiết kế các sản phẩm đèn hào quang theo cầu, cả các hiệu ứng này cũng thế. Đó, tất cả thì bên mình làm theo yêu cầu khách hết, nên là các bạn quan tâm đến mẫu nào 30 40 50 60 70, hoặc các đường kính to hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình để bên mình thiết kế rồi báo giá cho các bạn chi tiết nhất nhé. Thank you.